quyết định chuyển sang bên kia trái đất là một quyết định lớn. Thực hiện quyết định đó thậm chí còn lớn lao hơn. Đó là một cơ hội rất thú vị, nhưng cũng đầy thử thách, đúng không bạn? Có một tin tốt lành là bạn không đơn độc trong quyết định này đâu. Bạn sẽ gặp một số các sinh viên quốc tế khác ngay sau khi xuống máy bay. Họ ở đó để giúp bạn nhập vào cuộc sống. Họ cũng muốn mang lại cho bạn cảm giác thoải mái như ở nhà. Họ cũng là những hướng dẫn viên du lịch tận tình và là nguồn thông tin khi bạn cần biết nơi nào để mua sắm và làm thế nào để đi lại cho tiện lợi nhất. Bạn sẽ quyết định ở một ký túc xá nào đó mà đồ ăn được phục vụ hoặc tự nấu ăn cho mình. Cho dù bạn quyết định thế nào, thì một nhân viên của Victoria cũng sẽ giúp bạn hòa nhập vào cuộc sống càng sớm càng tốt. Vì vậy, bạn có thể bắt đầu cảm thấy thoải mái như ở nhà được rồi đấy.